Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình của chúng tôi. Quý cô, quý anh chị thân mến, tục hóa vàng là một phần trong văn hóa tín ngưỡng, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam từ nhiều đời nay. Không chỉ dịp Tết mà những ngày đầu xuân năm mới khi đi lễ chùa, rằm tháng riêng, nhiều người vẫn có thói quen cúng tiền vàng để mong may mắn cả năm. Tuy nhiên, việc lựa chọn tiền vàng như thế nào khi sắp lễ để tiết kiệm, khoa học, không lãng phí, không mê tín dị đoan, hóa vàng thế nào cho thật văn hóa, đúng cách thì không phải ai cũng biết. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu về những điều này. Theo truyền thống xưa thì sau khi mời tổ tiên về dự 3 ngày Tết với con cháu vào ngày 30 Tết, nếu tháng thiếu thì vào ngày 29 Tết, đến ngày mùng 3 Tết âm lịch hoặc ngày khai hạ mùng 7 Tết là ngày cuối cùng tiệc xuân đã mãn, con cháu lại cáo lễ để tiễn đưa tổ tiên trở về âm cảnh. Nguồn gốc lễ hóa vàng của người Việt. Trong văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay thì hóa vàng có ý nghĩa như là gửi một chút quà dành cho ông bà tổ tiên với quan niệm trần sao thì âm vậy. Theo quan niệm dân gian thì ở trên dương thế chúng ta có tiền để tiêu và chúng ta cũng cần có một ít tiền vàng mã để gửi xuống cho ông bà tổ tiên. Số tiền này thì hoàn toàn chỉ mang tính chất biểu tượng. Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Dân tộc Miền Núi, Lưu vực Sông Hồng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, nghi lễ hóa vàng ở Việt Nam ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa trong lịch sử. Từ thời kỳ đá mới đã phổ biến tục hiến sinh người sống, sau đó người ta đốt hình nhân thế mạng để thay thế cho tục hiến sinh. Rồi hình nhân thế mạng được dần dần thay bằng những vật biểu tượng khác, hoặc là vật thay thế khác, trong đó có tiền giấy hay là tiền âm phủ. Ý nghĩa của tục hóa vàng, hầu hết mọi người đều cho rằng lễ Tết là ngày vui của con cháu thì ông bà dưới âm cũng cần phải được hưởng. Hóa vàng chính là việc con cháu gửi đồ dùng tiền vàng đã chuẩn bị trên bàn thờ gia tiên trong dịp Tết cho người cõi âm. Có những gia đình chỉ làm đến hết Tết gói gọn trong gia đình, nhưng cũng có những người còn mời thông gia hàng xóm thân thiết tới dùng cơm lễ hóa vàng, coi như là dịp gặp mặt đầu xuân. Hóa vàng tiễn các cụ xong ai cũng có cảm giác Tết đã hết. Người kinh doanh thì lại bắt đầu mở hàng kinh doanh như mọi ngày. Người làm công việc khác thì cũng vậy. Nhưng dù làm bất cứ nghề gì đi chăng nữa thì ai ai cũng hy vọng lòng thành của mình được các cụ chứng giám và phù hộ cho làm ăn suôn sẻ cả năm. Hành động đốt hóa vàng mã là một trong các nghi lễ mà nghi lễ nào cũng có cơ sở nhận thức và được thực hiện trên một nền tảng quan niệm vững chắc, trở thành một tập quán xã hội. Tín ngưỡng chính là việc người ta tin vào một lực lượng siêu nhiên như là hiện tượng linh hồn chẳng hạn. Người ta tìm mọi cách để liên hệ với cái siêu nhiên đó. Vì thế con người đốt hương và tin rằng những lời cầu khấn sẽ theo khói hương bay lên tới linh hồn tổ tiên, thần Phật. Đồ vàng mã thì cũng vậy. Dân gian quan niệm chết không phải đã hết mà linh hồn còn tồn tại ở một thế giới siêu nhiên nào đó nên họ tư duy trần sao thì âm vậy. Có nghĩa là người sống thì cần có gì, người âm cũng cần có cái đó. Bằng rất nhiều cách, người sống cố gắng liên hệ với thế giới linh hồn. Họ đốt tiền vàng mã này để tin rằng người chết cũng có được cuộc sống đủ đầy. Vì thế, đồ vàng mã khó có thể tách rời khỏi văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Hóa vàng mã thế nào cho đúng cách? Ngày lễ tiễn ông bà tổ tiên này rất quan trọng với người Việt. Người xưa quan niệm rằng trong dịp lễ Tết các bậc gia thần tổ tiên luôn ngự trên bàn thờ. Vì thế đèn hương không bao giờ được tắt. Các đồ dâng cúng như là mâm ngũ quả, bánh kẹo phải đợi đến ngày hóa vàng thì mới được đem xuống. Trừ các đồ mặn dễ thiêu như là thịt, xôi. Nếu đèn hương tắt, nhất là việc hạ lễ trước khi hóa vàng sẽ phạm phải điều bất kính. Sau khi lễ, việc hóa vàng cũng phải làm riêng, phần tiền vàng của gia thần phải được hóa trước, tiền vàng, đồ dùng của tổ tiên hóa sau để tránh nhầm lẫn. Người dân thường mang vàng hương ra trước cửa nhà để đốt. Sau khi đốt thì gia chủ thường đổ một chén rượu cúng vào đống tro vàng mã để đồ cúng được chuyển đến đúng người nhận. Tục xưa, tại nơi đốt vàng mã, người ta thường đặt vài ba cây mía dài để làm đòn gánh cho các linh hồn mang hàng hóa theo. Chính vì ngày hóa vàng vô cùng quan trọng với người Việt cho nên mâm cơm cúng hóa vàng cũng rất đầy đủ như mâm cỗ chính của ngày Tết. Trong mâm cơm hóa vàng, con gà cúng phải to, tròn, chắc nịch, có đôi chân đẹp và được bày biện cẩn thận.
mâm cơm cúng thì cũng phải đủ món luộc, xào, canh miến cùng với bình rượu, ly nước, lọ hoa, trầu cau, bánh kẹo và mâm ngũ quả để tiễn trần ông bà. Trong đó nếu cúng mặn thì không thể thiếu con gà trống. Tiền âm vàng mã cũng phải được chuẩn bị chu đáo để ông bà có hành trang lộ phí để lên đường. Việc chọn ngày làm lễ hóa vàng thì tùy thuộc vào mỗi gia đình, chủ yếu là từ mùng 3 cho đến khoảng mùng 10 Tết Nguyên đán. Điều quan trọng nhất là phải có lễ tạ gia tiên, gia thần và chư vị thánh thần Phật. Theo quan niệm dân gian thì có lễ tạ thì tấm lòng của chủ nhà mới được người âm chứng giám. Tuy nhiên thì loại tiền này chỉ mang tính biểu tượng nên trong văn hóa truyền thống không hề có mệnh giá của tiền mã 5.000 đồng đến 500.000 đồng hoặc là tiền đô la như chúng ta vẫn thấy hiện nay. Chúng ta cũng có thể thấy trong quan tài người chết người ta có rắc những tờ giấy in hình người hoặc là có chiếc áo lục thù in hình người và động vật. Đó chính là di vết của những hình thân thế mạng xa xưa. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải cho hay, đối với vàng mã thì sự biến đổi được mở rộng hơn rất là nhiều. Ngoài việc nó mang một chút ý nghĩa của hình nhân thế mạng thì còn có thêm những ý nghĩa khác như là cầu tài, cầu lộc. Bàn về vấn đề này thì Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải cũng cho rằng đó là lý do vì sao chúng ta thấy có vàng và mã. Chính thoi vàng bó róc trong truyện Kiều của Nguyễn Du đã trở thành một loại tiền mà chúng ta gọi đó là tiền âm phủ hiện nay. Cùng với vàng hay là tiền âm phủ thì hiện nay ngày càng có thêm nhiều loại vàng mã như là quần áo đến ngựa, xe, từ nhà lầu đến xe hơi đã biến nghề làm vàng mã thành một nghề có thu nhập cao. Tuy nhiên thì qua thời gian, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế thị trường hiện nay, việc đốt vàng mã đã có những biến đổi to lớn. Ngoài việc đốt rất nhiều tiền thì người ta còn đốt tiền có mệnh giá cao với quan niệm vay một trả 10. Về vấn đề này, Phó giáo sư Đinh Hồng Hải lại cho rằng việc đốt quá nhiều không chỉ gây tốn kém và nguy hiểm mà còn rất phản cảm. Ngày xưa thì ông bà chúng ta có đốt nhưng đốt rất ít, hoàn toàn chỉ mang tính chất tượng trưng, đó là sự tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Điều này thì ngoài ý nghĩa tâm linh còn là một nét đẹp văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhưng cùng là một hành vi đốt vàng mã, hiện tượng này giờ đây đã biến tướng đi rất nhiều và vật chất hóa tối đa tới mức chúng ta có cảm giác một số người đang trần tục hóa đời sống của ông bà tổ tiên ở thế giới bên kia. Có tiền vàng rồi thì lại phải có xe, rồi lại ô tô và phải có biệt thự. Thậm chí là khi có biệt thự rồi thì có thầy phán là phải làm thêm cái sổ đỏ. Nếu cứ đuổi theo lời thầy phán mãi như thế thì sẽ đi tới đâu? Chúng ta sẽ hoàn toàn bị mất kiểm soát. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải nhấn mạnh. Vì vậy, việc đốt vàng mã chỉ nên mang tính tưởng nhớ và tượng trưng, tránh xa đà vào mê tín dị đoan gây tốn kém và tránh ảnh hưởng đến môi trường. Thời gian và cách chuẩn bị mâm cỗ hóa vàng. Thông thường thì ngày tổ chức lễ hóa vàng không cố định và tùy thuộc vào mỗi gia đình, chủ yếu thực hiện vào ngày mùng 3 Tết. Tuy nhiên, lễ hóa vàng còn được tiến hành từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 Tết. Ngày nay thì có nhiều người quan niệm phải chọn ngày đẹp, giờ đẹp thì hóa vàng mới tốt. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải, đây là quan điểm cá nhân của một số người do chịu sự ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc mà không phải là văn hóa truyền thống của Việt Nam nên không bắt buộc phải học theo. Mâm cỗ hóa vàng cũng giống như các gia đình chuẩn bị trong những ngày trước. Trong cuốn Hương Nhang Cổ Truyện Bồ Đề Tâm, mâm cỗ hóa vàng gồm có những thứ sau: hương, hoa tươi, quả tươi, trà, trầu cau, đèn, nến, rượu, vàng mã. Ngoài ra còn là mâm cỗ mặn hoặc là cỗ chay. Sau khi làm cơm cúng xong, người ta đem số vàng mã đã cúng trong 3 ngày Tết ra đốt. Về mâm cỗ hóa vàng, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải cũng cho rằng điều này tùy thuộc là thành tâm của mỗi người. Những nghi lễ truyền thống hoàn toàn mang tính biểu tượng nên người xưa có quan niệm tạp nhất bàn phù lưu thanh thủy, tức là một mâm cỗ nhạt cơi chầu chén nước thể hiện lòng thành kính mà không coi trọng giá trị vật chất. Thậm chí ngay cả lời khấn của ông bà cha mẹ chúng ta hay sử dụng là lễ bạc tâm thành cũng có ý nghĩa biểu tượng như vậy. Tóm lại, tục lệ hóa vàng chính là nghi lễ biểu tượng trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam mà cha ông ta đã trao lại. Nó hoàn toàn khác với những xô bồ của đời sống vật chất hàng ngày. Không nên đốt quá nhiều vàng mã vô chương phản cảm.
Bàn về việc đốt vàng mã sao cho không bị phô trương và phản cảm thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải lại cho rằng quan niệm đốt nhiều vàng mã thể hiện lòng thành kính, dâng lên tổ tiên là cách không đúng và thậm chí là mê tín dị đoan. Thực chất, hành động này chỉ chứng tỏ sự thiếu hiểu biết và dẫn đến sự lãng phí một cách không cần thiết. Trên thực tế thì đã có rất nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra là do đốt vàng mã quá nhiều và mất kiểm soát. Việc đốt vàng mã là một nghi lễ đã tồn tại trong tín ngưỡng của người Việt từ lâu đời. Với quan niệm trần sao âm vậy nên người sống thường cố gắng làm tất cả để thể hiện tấm lòng của mình với người đã khuất bằng cách đốt tiền vàng. Đây cũng là cách để họ tin rằng người thân khi chết sẽ được hưởng cuộc sống đầy đủ. Mâm cúng hóa vàng. Mâm cỗ cúng hóa vàng được coi là một phần nghi lễ rất quan trọng trong phong tục tập quán của người Việt Nam. Ngày 30 Tết Nguyên đán, con cháu sẽ làm lễ cúng mời tổ tiên về dự 3 ngày Tết. Những ngày đó thì các bậc gia thần tổ tiên luôn ngự trên bàn thờ, do vậy đèn hương không bao giờ được tắt. Các đồ dâng cúng cũng như là hoa quả, mâm ngũ quả và bánh kẹo phải đợi đến ngày hóa vàng mới được hạ xuống. Trong mâm cơm hóa vàng, con gà cúng phải là gài trống to, tròn, chắc nịch, có đôi chân đẹp và được bày biện cẩn thận. Đây là vật tế trong nghi lễ truyền thống không thể thiếu trên mâm cỗ hóa vàng. Tiếp đó là bánh chưng, tượng trưng cho sự vuông tròn của đất trời. Đi kèm với bánh chưng là dưa hành. Người xưa có câu thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu chẳng pháo, bánh chưng xanh. Ẩm thực người Việt luôn coi trọng sự hài hòa cân bằng trong hương vị, vì thế đi kèm với sự đậm đà, ngây ngậy của bánh chưng thịt mỡ thì không thể thiếu món dưa hành thanh mát chua cay. Ngoài ra thì các bà nội trợ có thể sáng tạo làm các món nem, nộm, cuốn như là phở cuốn, nộm gà xé phay, nộm hải sản. Các món này có tính thanh mát, dễ ăn, điều hòa lại lượng đạm từ thịt mỡ, bánh chưng. Nếu cầu kỳ, cẩn thận có thể chế biến thêm món cá chép nấu bỗng. Theo quan niệm của dân gian thì cá chép là loài cá vượt vũ môn hóa rồng. Vì vậy, khi cúng cá chép vào đầu năm sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Khi chế biến mâm cỗ cúng thì cần lưu ý đến số lượng người ăn, khẩu vị của mọi người trong gia đình để định lượng món ăn sao cho phù hợp, tránh lãng phí. Lễ vật dâng cúng hóa vàng gồm có nhang, hoa, ngũ quả, trầu cau, rượu, đèn nến, bánh kẹo, mâm lễ mặn hoặc là chay cùng các món ăn ngày Tết đầy đủ, tinh khiết. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp chia sẻ trên đây sẽ đem lại hữu ích cho các bạn. Để hiểu thêm các kiến thức về phong thủy cũng như là thỉnh các vật phẩm của phong thủy may mắn, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn hoàn thiện và phát triển hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.